giá của Quách Tỉnh Kaka này. Ôi. Được rồi anh Toàn ơi. À, xin hớp nước nè. Cá. Giảm bao nhiêu? Được rồi, đang nào? Để đây lắm ạ. Không, thế cả này, con mày phang này không kệ mày. Rồi, tiếp tục quay. À, cái này thì quay rồi quá. Rẻ thì ra bán được rồi. Trước rồi. Đây là đấy, xong cái nhà rồi. Về đấy. Bắt đầu từ bên này là cây của Quách Tịnh. Quách Tịnh. Rất phong tranh. Hôm trước có quay cây này nhiều rồi. Vệ bãi già tuổi nghệ thuật đấy. Cây thuộc dòng cây nghệ thuật xăm giết thì bát ngát rồi. Nếu mà làm già cái tận dăm nhiều tiền. Chung là về cây nghệ thuật về mày thì 3 năm tay rất điệu, với tay chứa thủy rất là điệu. Còn cây trong kia thì giá trị rồi. Nhưng mà cây là gì? Cây này. Mày bảo bán tiền bán. Đáng chiếc một cây là đáng mặt bằng thường thôi. Nhá. Tức là ai cũng có thể chấp nhận được. Cái này thì nó sẽ là được. Cái này hôm trước bảo 25 triệu đây. 25 triệu đây. Đánh cả túi phân như này sao bắt đầu nó xỏ dễ vào đây kiếp lắm, không gỡ ra được, không gỡ ra được đâu. Có ăn phải nó phi nào kiếp ập. Nhanh thật, trước lá chưa có mấy này đã thể cách có một viên cây 55 triệu. Tôi nhớ không nhầm thì trước có báo giá cái này 55 triệu. Bác liên hệ với Quách Tĩnh. Chị Phúc Hồng. Đỏ đi, tùy các bác, mỗi bác gọi một kiểu. Nhưng nó nhiều giống xi lắm. Thôi thì có màu vừa đỏ vừa hồng thì các bác thích hơn. Thì gọi là tùy, tùy mắt mỗi người. Mọi người thì gọi là tía, người hồng gọi là đỏ. Chiếc quả mì cũng mười mấy triệu cây này. Vừa mới quay hôm trước. Mà công cắt cắt lá các bác nhìn. Hôm nay thì bác chủ ngồi thu mình ở trong kia rồi. Cái me kia là bao nhiêu tiền đấy? Dạ. Cái me kia là bao nhiêu tiền? Me đâu của ông không chạy đâu. Cái này bằng lắm, sửa nhiều lắm. Của ai? Không có của ai. Từ bên sang bên này là khác rồi nhé. Bên này là khác. Rồi ở đây thì vẫn cây của Quách Tĩnh. Trước cũng đều quay cây này cả rồi, nói chung là toàn cây cũ đó. Kể cả hai cây to kia. Xem có cây này mới này, không biết của ai. Nghe nhìn kia gió lùa mà lùa lùa kiểu lùa ôm chậu đấy. Lùa ôm chậu
vỏ dây khá là kỳ công, mới lên chậu này đây, mới ủ này đây. Nghe nó nhìn đường thân này, bệ thì chắc nó chỉ thế này thôi, 1, 2, 3, 4 cái rễ với một cái cọc và cái thân của nó, ba cái rễ này treo đi này như này. Đấy, kiểu viết rất là đổ cua rất là kiếp. Chả biết con tiền đơn giản, chả biết bắt chủ là ai. Ông này là ông chủ cây quá, không phải. À đây là cái này có cái búa cao su này này. Đánh thì nhiều khi đục nó không có tiếng động ban đêm. Đỡ tiếng động hơn thôi chứ. Mà không có tiếng động thì không thể được. Đã tác động là phải có tiếng động. Đấy, bộ đồ nghề cũng hay đấy. Riêng cái cây tử này lấy ra đã chơi được rồi này. Một đóng thành cây ba vai. Cái hàng nào của con bởi vì là làm sao như thầy còn nói như vậy. Nó là dữ liệu này là nuôi được. Nhưng mà cũng khá là nhiều năm nữa. Không cổ lại chứ. Đấy, như cái vết sẹo mổ của phụ nữ bị đẻ hả các bạn? Vết sẹo mổ phụ nữ bị đẻ. Đóng thành ba vai. Bảy triệu, bán hộ thôi. Thì mua cái trang đỏ. Rồi, ba vai đấy. À đây à, thế cây của mình là từ đây trở vào à? À thế còn cái mỗi cái này là khác đi không? Cái đấy của mình nhưng mà là của hai chú cháu đi với nhau. À. Ông lại đi đâu? Con ba vai trên này thì bao nhiêu đấy? Bác. À, bận. Tiếp. Chắc là tên trực liên chi ngày xưa đây. Hay là bán tầng thì không rõ liên chi đấy. Người ta nuôi từ những cái này lên đấy. Thợ mà nuôi hết. Mình chơi thì chọn lọc thì thợ thì không nuôi hết. Nhiều năm nữa thì nó sẽ đẹp. Cây gì nuôi sẽ đẹp thì các bạn. Vấn đề là thời gian. Thời gian là cái con, cho nên cái thời gian là cái quý nhất. Để tạo ra một cái tác phẩm đẹp hay là bất kỳ công việc gì có kết quả thì đều cần phải thời gian. Cho nên là những cây già, cái phôi quý thì nó vẫn luôn rất là đắt. Đấy, cái dấu ấn thời gian của nó ở trên đấy. Thời gian thì một đi không trở lại. Nhiều cái phôi rất đẹp nhưng mà gian nan thì cũng
cũng làm người ta nản chí, thế là người ta mới làm cây và nó hòm rồi mà mình kế thừa được thì tuyệt vời. Ok các bác, tạm biệt gian hàng này. Để kết thúc buổi chợ hôm nay các bác nhé, nắng lắm. Hôm nay phiên chợ ngày Quốc Khánh các bác, nhưng mà lại kết hợp với rằm tháng 7 luôn ấy. Nay là ngày 15 rằm âm ấy. Phiên là ngày 10, 15, 20, 25, 30 các bác. 10, 15, 20, 25, 30 cũng không có năm ở đuôi ấy. Âm lịch buổi sáng các bác nhé. Là ra chợ Vạn Phúc Hà Đông ở cách ngã ba ngã tư Tố Hữu Vạn Phúc, nó khoảng 200m về phía xuôi, về phía trung tâm Hà Nội các bác nhé. Kia là ngã tư Vạn Phúc Tô Hữu. Ok, hẹn gặp lại các bác ở video mới tiếp theo. Goodbye.